dưới cờ đảng vẻ vang non sông bừng sáng, toàn Việt Nam sướng vui tiến lên theo đảng. Hoàng hôn tơi bời bầy chim cu khiêm ánh ban mai, trong ánh ban mai có trăm hoa đua nở phơi phơi hân hoan đón mùa xuân mới. Ta vui đón mùa xuân của toàn nhân loài. Hát lên câu hò. Hát lên chào đảng thân yêu. Mau bước lên theo nhịp ngày mai. Vùng cánh tay giữ ta như hai chiều. Sáng ánh sao tinh tường chiếu. Người lao động say sưa đem trái tim tràn hòa tình yêu, đang tiến lên thắm tô màu đỏ cờ. Kết đoàn lại rừng xây nên xa hồi mới, đang dây ta quyết tâm đấu tranh thắng lợi, gìn giữ hòa bình giành thống nhất tốt. Trước hết thì cháu xin được thay mặt được rồi nha, chúc nói lại rồi. Cháu xin được thay mặt ban thường vụ ủy và lãnh đạo quận xin nhiệt liệt chúc mừng với cái niềm vui của bác ngày hôm nay. Và có lẽ đây cũng là một cái sự kiện rất là ý nghĩa và sâu sắc đối với bác cũng như gia đình. Và nó thực sự cũng là niềm vui của Đảng bộ quận Ba Đình. Và cũng thưa bác là cũng rất phấn khởi là nhân dịp kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 29 thì Đảng bộ quận Ba Đình chúng ta có 384 các bác các đồng chí được đón nhận huy hiệu của Đảng. Và trong đó thì vui hơn là có 16 bác trường thọ được đón nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Thì đấy cũng là một niềm vui rất lớn. Và cũng nhân dịp này thì cháu xin phép được thay mặt lãnh đạo quận trân trọng cảm ơn những đóng góp, quá trình đóng góp của bác trong xây dựng Đảng, xây dựng đất nước và xây dựng địa phương. Và cũng thưa bác là anh em cháu cũng nguyện là phấn đấu cố gắng để hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao để tiếp nối cái truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước. Xin chúc mừng bác. Sau đây tôi xin mời bác có ý kiến không ạ? Vậy bác, bây giờ ông ý kiến đi. Ông phát biểu cảm tưởng. Thưa đồng chí, xin chia sẻ tất cả các đồng chí. Hôm nay tôi rất là xúc động và vui mừng và được thành ủy, rồi thì quận ủy, rồi thì đảng ủy phường và chi bộ là bốn cấp đảng chúc mừng, thật là chúc vui, chúc mừng chúc thọ nhiễm có bốn cấp ủy rất là đặc biệt. Tôi rất là cảm động và vui mừng và hứa với các đồng chí là tuy năm nay tôi tuổi 92 rồi nhưng mà nếu tuổi của ta chúng ta già hơn nhiều rồi, tôi sẽ cố gắng phấn đấu trong chi bộ để làm thế nào mà lúc nào cũng là người đảng viên tích cực trong chi bộ của ông Tăng. Thứ hai là bảo vệ đường lối và chủ trương chính sách của Đảng, luôn luôn theo dõi và bảo vệ đấu tranh cho chính sách của Đảng. Thế thì chỉ hứa với các đồng chí như thế thôi. Thế còn già thì bị hạn chế nhiều. Nhưng mà tôi sẽ luôn luôn đấu tranh. Tôi về hưu năm nay là 22, 25 năm, thì năm 90, 25 năm.
bao giờ tôi không giữ được đảng viên tích cực. Và có nhớ chỉ nghỉ có 2-3 buổi sinh hoạt đảng còn đi đủ hết. Tích cực thế. Thế tôi sẽ tiếp tục cái cách cố gắng như thế để xứng đáng với sự tin cậy của đảng và chăm sóc của đảng với của tất cả các đồng chí. Thế nhân thể thì này xin chúc tất cả các đồng chí luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và phấn đấu cho sự nghiệp thắng lợi sự nghiệp của chúng ta.